Cả nhà thì hiện tại trời đang mưa đây, cả nhà xem ngoài trời đang mưa. Ở trong này thì mình xào nấm rơm ăn chay. Chủ yếu là ăn chay các bạn ơi. Thì bây giờ đang là 5 giờ rưỡi chiều. Hôm nay là 22 tây tháng 7 năm 2020. Chín rồi. Giòn chín rồi các bạn ơi. Để vô luôn để thôi nó không chín. Tay quay rồi sao để đây ta, cứ từ từ khều xuống. Đó, mình đã để hành vô rồi. Để trộn đều lên cho hành chín là nhắc xuống. Và chúng ta có món nấm rơm xào hành. Hơi lạc hay sao ta? Để thêm miếng muối. Rồi, đã chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống. Chúc các bạn có buổi chiều vui vẻ và bữa cơm tối thật là ngon miệng bên gia đình. Mình thì cùng mình cũng chuẩn bị ăn cơm đây. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Đó, đã chín rồi. Nhắc xuống thôi.